Dạ chương trình gõ cửa. Dạ chương trình gõ cửa. Số đặc biệt. Vậy là phải đem về đó em. Vậy mình mình phải xin cách đó đem về đó. Chú xin hai ghế đó đem về. Xin hai ghế đem về. Anh đi cá chiến rồi em thêm. Nói ăn đâu mà. Đó, đây là bạn bạn Nhất. Đó, Nhất chào mọi người. Hello Út Nhất. Không có đâu, chị đang phát á. Không, tại người đặc biệt nó vậy á. Người đặc biệt vô sao. Dễ gì có dịp chỉa. Đúng không? Dễ gì có dịp chỉa, lâu lâu mới có dịp chỉa, có đâu mà chỉa. Người vô sao là phải phạt ăn gấp đôi. Thường em lấy gấp đôi vậy chị. Hello mọi người. Em chào chị Linh. Rồi chào mọi người. Hiện tại thì tụi mình vừa đón thêm một vị khách rất là đặc biệt, đó là em Nguyễn Ngọc Nhất. Đó, chào mọi người. Em em mình vẫn còn độc thân vui tính và rất là đẹp trai. Độc thân vui tính, đẹp trai. Độc thân vui tính và rất là đẹp trai. Đang tìm người yêu đó. Người yêu lý tưởng. Đang tìm một người yêu lý tưởng. Đó. Ơi anh ngồi ngay cái này nền trời xanh luôn á. Anh ngồi ngay cái chỗ nền trời xanh luôn á. Anh chỉ thấy cái đầu anh chọc lắc thôi chứ không thấy xanh đâu á. Chọc cái đầu. Rồi hello mọi người. Rồi. Chào khán giả, bấm cho các bạn chào khán giả. Bấm cho bạn này chào khán giả. Hiện tại là có 48.000 lượt xem. Một con rất là kỷ lục tại nhà Khánh. 2.000 người thôi. 48.000 người. Đấy. Bạn ghê lắm. Dạ chị. Chưa. Đang bật luôn. Chị Linh nói à. Chào các em. Ăn ngon miệng vui vẻ. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Linh nha. Hồi nào? Mới đây hả? Mới luôn hả? Đi cẩn thận chưa? Em thắng cái người phía sau, cái kiểu họ thắng luôn, không kịp á. Cho họ ủi em hả? Họ ủi đít em và họ nằm chùm bẹp. Trời, giờ mà tôi tưởng là tôi nằm chùm bẹp chứ. Tôi tưởng Út nhà tôi nằm chùm bẹp chứ. Có hai cái trứng như này nữa đúng không? Cá nó hai bông lên đang nóng. Từ tí một cá thì có. Nóng ấm ấm à? Nóng. Cái ghế kìa. Để cái ghế. Đưa đây chị cầm cho. Nóng lấy cái ghế kìa. Còn ghế đó yên tâm đi, ngồi lắc hoài cũng sao. cái ghế đó là chị Thương tìm về đó. Cái ghế ngồi là chị Thương tìm về đó. Cái nhà này cửa nhưng mà ấy là con nghĩ là sẽ đem vào ngồi. Thì là ngồi dưới đất thôi. Nhưng mà mình sẽ thích cái là mình đem vô mình ngồi luôn. An toàn nha. Đó. Lên cái ghế này là ngon rồi. Đây là cái tô của em nhất nha. Bé Thương cho gấp đôi thiệt luôn. Anh đây, chị Trúc lấy cho anh ăn còn gì rồi. Xuống rồi đó. Ờ, con ngồi xuống thiệt ha. Người em bỏ cái đây vô nha. Ăn như vua ấy. Ừ, bỏ vô đi. Con vua đời đại mới. Đấy, vua cỏ đó. Các em ăn luôn nha, tại vì cũng nhiều khán giả ủng hộ chứ biết em á. Đó. Thì đây là em người Ngọc Nhất, sinh năm 2K đúng không? 199K. Bạn nữ nào muốn có liên hệ với để lại comment đó cho em á. Là rất là rất là quý nhau. Hôm nay thì Nhất cùng Khoa rất là yêu nhau. Rất là yêu nhau hả? Còn hai người anh nữa, nhưng mà hai người anh hôm nay không có mặt ở đây mọi người. Chừng nó ngã cái chén hết thương. Thôi, biết ăn đi em. Anh đi chị mò cái nhà ăn nhá. Rồi, Út ăn ngon miệng. Giỏi nha quý vị khán giả. Rất là giỏi luôn. Chừng nóng đó nha. Tự gọi là tự ăn rồi đó. Tự ăn.
anh rồi đó. Chưa không phải như ai kia ngồi có người bên trên. Đâu 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 như cái người này ăn phải phải đút ăn nữa. Xấu ghê. Còn còn nước không chị vô chị múc cho. Tại vì em chưa hết bên cạnh để đúng, cho nên là em mới vậy. Đó, em cũng như anh ba thôi. Ừ, em cho hết vô luôn đi. Vậy chắc vậy là đủ rồi hả Thường? Chứ để mà thấp như vậy thì em ấy cúi không được. Là thôi, ngồi như vậy luôn nha cả nhà. Rất là thuận tiện luôn. Tính là vừa lắm luôn anh. Vậy vậy là phải đem về đó em. Nhưng mình phải xin cách đó đem về đó. Chút xin hai ghế đó đem về. Xin hai ghế đem về. Anh đi cá chiến rồi em ra. Nói ăn đâu mà. Rồi. Chào mọi người. Anh ok ok. Đó, giờ hiện tại là 100.000 người đang xem livestream này tại nhà, tại chương trình gõ cửa thăm nhà số đặc biệt của Tô Đình Khánh và Tương Tương. Đâu anh nói mà đâu có làm gì đâu mà gõ bản quyền, đâu có logo đâu mà sợ. Đúng không? Có logo của chính tính official đó, đánh quyền nhá, quyền rồi. Lỡ có anh Thận vô, lỡ có anh Thận vô thì mình xin phép là thay thế anh Thận luôn là MC. Rồi, ok rồi, bye 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 mọi người nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều. À có chị Lan, chết rồi, rồi gửi thêm nhà có chị Lan luôn kìa. Chị Lan coi kìa. Rồi chị Lan coi, chị Lan có vi phạm bản quyền không chị? Đây chị Lan ngày qua đó, chị Lan ăn cắp format của chương trình. Đi qua nhà em kêu chương trình gõ cửa thăm nhà phiên bản đặc biệt của chương trình gõ cửa thăm nhà thay chị Lan đánh cấp phần. Hello. Em bảo chị Lan nhớ làm sao đánh bản quyền chứ làm được. Anh chị Lan nó đồ đấy. Mới nhất cái này đó chị Lan nó đồ. Đây là chị Lan thấy anh luôn đó, thấy mà anh luôn đó. Ừ, chết rồi. Chết rồi. Chúc chị Lan buổi trưa vui vẻ nha chị. Dạ tụi em đang ở nhà. Tụi em mấy anh em tụi em đang họp mặt tại nhà của Tô Đình Khánh. Dạ. Chừng nào vợ đẻ? Khánh ơi. À Khánh, quay vô. Khánh ơi, chừng nào vợ đẻ đó, trả lời luôn. Chị Lan hả? Vợ em cũng chuẩn bị rồi chị ạ, còn tầm nói chung là cùng tháng nữa, nhưng mà không biết em bé ra lúc nào thì không biết thôi. Cảm ơn chị Lan nha. Rồi cảm ơn quý vị khán giả đã luôn ủng hộ và xem kênh của anh Tín. Rồi đây. Không, chị Lan hỏi chuyện nào xem. Quay con bé bầu cho chị Lan coi, bé bầu nè. Trời ơi, tao đang live trực tiếp luôn. Mắc cỡ gì, mắc cỡ cái gì. Mình phải ăn nhiệt tình lên. Mình cho bé khỏe. Em bé chuẩn bị rồi. Em bé chuẩn bị gặp mặt mọi người rồi. Đừng like anh. Anh đang ăn đừng like anh. Phải ăn cho anh like cho biết rồi. Cho biết chứ. Thôi bye bye mọi người đi rồi anh tắt like. Em nói gì đi rồi em bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người sao. Dạ chương trình gõ cửa số đặc biệt. Anh tưởng chị Lan ơi. Dạ chương trình gõ cửa. Dạ chương trình gõ cửa số đặc biệt nhà Tô Đình Khánh xin được kết thúc tại đây.